Mỹ đạt được bước đột phá trong việc xác định bệnh phổi bí ẩn liên quan đến thuốc lá điện tử. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, các mẫu dịch từ phổi của 29 bệnh nhân tổn thương phổi ở 10 tiểu bang cùng chứa một hóa chất. Phát hiện này là một bước tiến lớn cho việc điều tra về các tổn thương phổi nghiêm trọng và bí ẩn đối với người dùng thuốc lá điện tử trên khắp nước Mỹ. Mẫu số chung của các bệnh nhân này là hóa chất mang tên vitamin E ATAC, được CDC quan tâm nhất khi điều tra về vụ việc này. Tính từ ngày 5 tháng 11 năm 2019, 39 người đã chết bởi các tổn thương phổi và 2.051 trường hợp khác đang được điều tra. Cơ quan này cho biết vitamin E acetate là loại chất nền tạo nhờn được tìm thấy trong vô số món đồ gia dụng điển hình như thực phẩm, chất bổ sung và thậm chí cả kem bôi da. Theo website của CDC, vitamin E acetate thường không gây hại khi được ăn vào như chất bổ sung vitamin và bôi lên da. Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây cho thấy rằng khi vitamin E acetate được hít vào, nó lại có thể cản trở chức năng thông thường của phổi. Theo giáo sư hóa học Michel Rang, chất nhờn này có thể rất có ích khi bôi lên da, nhưng khi được làm nóng lên, nó sẽ hoạt động giống như chất dầu mỡ. Và cũng giống như khi bạn hít phải chất dầu mỡ bay hơi, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, cho dù các nhà nghiên cứu đang cố gắng hình dung ra cơ chế chính xác đang gây hại cho phổi. Các nhà điều tra tin rằng chất nền này đã được bổ sung vào các sản phẩm thuốc lá điện tử như một chất làm đặc và nó đặc biệt hấp dẫn đối với những người sản xuất các sản phẩm bất hợp pháp bởi vì nó tạo thành dầu THC, tetrahydrocannabinol. THC là chất nền trong cần sa để mang lại cảm giác phấn khích cho người dùng. Trước đây, vitamin E acetate có liên quan đến các tổn thương vào đầu tháng 9, khi một số cơ quan của bang xác định chất nền trong các mẫu sản phẩm vaping đã được sử dụng bởi những người sau đó mắc bệnh. Nhưng tìm thấy trong các sản phẩm đó không giống như việc tìm thấy nó trong chính các bệnh nhân. Trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu đã xem xét chất dịch lấy ra từ phổi của những bệnh nhân bị tổn thương và tìm thấy vitamin E acetate trong mỗi mẫu bệnh phẩm. THC được tìm thấy trong 82% mẫu chất dịch trong phổi và nicotine được tìm thấy trong 62% các mẫu này. Điều đó cho thấy đại đa số các bệnh nhân đang sử dụng các sản phẩm THC và nhiều người trong số đó sử dụng cả nicotine và các sản phẩm THC. CDC còn tìm kiếm các chất phụ gia khác trong các mẫu bệnh phẩm, bao gồm cả dầu khoáng và dầu thực vật, nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì gây lo ngại. Khám phá này không có nghĩa là cuộc điều tra đã kết thúc hay cho rằng vitamin E acetate là nguyên nhân duy nhất của các tổn thương này. Các hóa chất khác cũng có thể đóng vai trò nhất định của hội chứng đang bùng phát. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA tiếp tục khuyến cáo mọi người không sử dụng các sản phẩm vaping THC, đặc biệt là các sản phẩm mua bán trực tuyến, ngay cả từ gia đình và bạn bè. Theo Nguyễn Hải, trí thức trẻ.